anh em là có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Fireball, nạp các bác trong store, thầy thuê, tại khó, leo rent, hãy liên hệ Zalo mình 0946 782 982. Cảm ơn em. Tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay tiếp tục cập nhật tình hình mới trong game FIFA 3 cho anh em. Đó là gì em? Sự kiện mới sẽ ra vào ngày đêm mai nè. Đêm mai là sáng 2 giờ sáng đến 6 nha anh em. Có một sự kiện mới, đó là ngôi đền huyền thoại. Sự kiện này á, thì một số anh em bình luận ở dưới á, là đã có bên FIFA 3 Hàn Quốc rồi. Đó, thì mình cũng tìm hiểu rồi. Hình như có anh em, có anh em. Thì bây giờ mình sẽ vô, mình cho anh em xem chi tiết như thế nào, cái sự kiện nó như thế nào. Thì thực sự nó chưa công bố cầu thủ anh em, chỉ công bố cái thẻ thôi. Thì bây giờ mình vô cho anh em xem trước một số cái hình ảnh bên Twitter ha. Đây, ngày mai sẽ có một buổi live stream của bạn bên FIFA 3 anh em. Đó, hay live stream á, bạn An Quan á, đó. Sẽ nói về sự kiện mới. Tiếp theo là sự kiện Champions League UCL. Đó, UCL Champions League anh em. Và quà anh em, get away, nhận quà anh em. Cái quan trọng là nhận quà, nhận thêm được cái gì nữa. Đó, ngon em, ngon em, ngon, 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 ngon. Đó. Thì cái buổi livestream đó thì sẽ tối nay. Tại vì cái buổi livestream này nó không có công bố giờ anh em. Mình không biết là bao nhiêu giờ nữa. Anh em nào mà hay theo dõi á, thì có thể bình luận dưới chia sẻ anh em khác ha. Tại mình không theo dõi cái livestream này. Mình chỉ là sáng sớm mình được cập nhật lại cho anh em thôi. Chứ cái buổi livestream này nó cái giờ nó không biết đó. 12 giờ mình vô không có. Và tự nhiên 2 giờ sáng em, 2 giờ sáng mai á, nó mới livestream anh em. Đó. Để cập nhật tình hình cho anh em, sự kiện mới nè, sự kiện Champions League và cuối cùng là nhận quà, quà anh em, get away anh em, nhận quà anh em, cực kỳ ngon nha anh em, đó. Thì cái sự kiện cho cái thứ 6 này á, là một sự kiện gọi là ngôi đền huyền thoại anh em, đó, cái nó có cái gọi là cái thẻ cho anh em mình nè, nó thông báo cho anh em mình nè, nó cái thẻ nè. Thì sự kiện này á, mình thấy là đa số là nhìn lại icon anh em ơi, icon mà, ngon. Hình như có bê lê nè, có bê lê, đó, ngon. Thì mình cũng có gọi là coi một số bạn bình luận dưới là có bên gọi là bên FIFA Hàn Quốc đã có này rồi. Bây giờ bên FIFA quốc tế mới có nè, đó. Thì mình muốn lấy có một số hình ảnh bên FIFA Hàn Quốc cho anh em, thì không biết như thế nào. Đây nè, đó. Đây là con một số cầu thủ bên FIFA by Hàn Quốc cho anh em. Roberto Baggio nè, đấy. Thì cho anh em xem thôi, chứ thực chất thì bên FIFA quốc tế thì sẽ phải over nó khác anh em, over nó sẽ khác, mình sẽ coi tham khảo thôi. Tiếp theo là con Ferdinand, đó, cũng ngon anh em, rất là nhiều phiên bản anh em, rất là nhiều phiên bản. Cái này là mình lấy trên Twitter mình sưu tầm cho anh em thôi, chứ không phải là mà mình lấy đâu ha, nguồn trên Twitter ha, của một số anh em trên đó ha. Đó, đây nữa nè anh em, còn Beckham anh em, Beckham là rất là nhiều phiên bản anh em, rất là nhiều phiên bản. Còn biết ngày mai như thế nào. Mình thì phiên bản thấp hơn em, không có cao như vậy đâu, vừa thôi. Đó, Ronaldinho anh em, Ronaldinho nữa. Cái này là một số hình ảnh ở bên FIFA Mobile Hàn Quốc anh em, cho anh em tham khảo thôi, tham khảo thôi. Còn đây, đây là bên trang FIFA Mobile Forum trên Twitter. Mình nói đó là nguồn nha anh em, trên trang FIFA Mobile Forum đề xuất, dự đoán thôi. Dự đoán ba cầu thủ, đó là con Rai nè, con Pele và con Essien. Đó, Pele anh em, có Pele. Cái này chỉ là dự đoán anh em, dự đoán thôi nha, dự đoán là chưa có chính thức nha, dự đoán là ngày mai thôi. Có một đội tuổi live stream tối nay là mình sẽ biết thôi, là sẽ công bố một số cầu thủ cho anh em. Đó, thì nhìn chung sự kiện này có thể icon thì khá ngon em, nếu mà icon thì ngon á, đa số mấy con icon thì chơi rất cực kỳ là ngon em, cực kỳ là ngon, thật sự cực kỳ là ngon luôn. Đó, cái này là trang FIFA Wide Forum trên Twitter nha anh em, đề xuất ba cầu thủ là Roy, Pele và con Essien. Đó, đề xuất thôi anh em ơi, còn có hay không thì đêm tối nay live stream sẽ có biết anh em. Đó, thì đó, mình công bố cho em sự kiện mới thôi, để cho anh em có gì để chuẩn bị, anh em chuẩn bị tinh thần cho sự kiện mới trước khi kết thúc sự kiện top S. Đó, thì ok anh em, bây giờ tiếp tục vô game anh em. Đó, trước khi kết thúc sự kiện top S thì mình sẽ phải giải quyết những vấn đề của sự kiện này xong hết đi anh em. Đó là gì anh em, chơi hết nhân phẩm hay là đội cầu thủ S-Chain gì đó, anh em nhớ nha anh em, chơi hết đi, chơi hết điểm đi, chứ không ngồi để lại cũng không làm gì anh em. Đó, thì bây giờ mình vô cái hạt này xem coi có cái gì để mình chơi không. Top S icon có 200 điểm thì mình quay hết luôn em, quay hết anh em, tại vì sự kiện này kết thúc cùng với sự kiện top S luôn, cái icon này nè, nên mình quay hết anh em, quay hết luôn. Đấy, bây giờ sẽ bóng phát đầu tiên để xem như thế nào. Đây, một phát đầu tiên nha anh em. Đây, đâu rồi, đã coi anh em, đã coi rồi, rồi đen rồi anh em ơi.
Bây giờ mình còn 3 phát. Mình sẽ làm lúc 3 phát luôn nè, 3 phát luôn, chơi luôn. Cái này chơi luôn nè, 3 phát luôn. Đó, 3 phát cho anh em, 3 phát luôn nha, 3 phát luôn nè. Coi ra cầu thủ không? Kiếm coi ai cần coi. Rồi xong anh em. Rồi đã coi anh em ơi, đã coi đầu tiêu rồi. Đã coi tiêu rồi. Được 3 cầu thủ 100 là mấy không à. Đấy. Thì nói chung anh em vô coi coi còn cái gì anh em, cứ chơi hết anh em. Qua bên Tottenham nè. À, có 329 điểm anh em, cực kỳ là nguy hiểm. À, cực kỳ là nguy hiểm anh em. À. Thì 329 điểm nếu mà chơi thêm 2 ngày nữa thì cũng không đủ anh em, cũng không đủ 112 anh em ơi. Cũng không đủ 112 rồi. Ồ, để 400 điểm đội điểm ngon nha. 400 điểm nha. Mà thiếu rồi nha. Ngày mai được 24. Trời, có bảy mấy anh em, gần 400 điểm anh em. Trời, gần 400 điểm anh em ơi. Đen thật thôi. Mình chơi nhân phẩm hết luôn em, lỡ rồi chơi nhân phẩm hết luôn. Lỡ mày kiếm được con Utopia sao anh em, lỡ mày gần cuối sao anh em. Chơi hết luôn, lỡ rồi chơi hết luôn em. Kệ nó chơi hết luôn đi. Chứ giờ để ngày mai cũng không đủ điểm anh em, cũng không đủ điểm 400 điểm đội con 112 đâu. Chơi anh em, vô. Đây anh em, đây anh em, đây file đầu tiên. Đấy, 450 anh em ơi. Đèn quá anh em, đèn quá. Phát đầu tiên mà 450 à. Tiếp tục. Đây, phát thứ hai. 350. Rồi. Cái điều này đã coi nhiều rồi. Thôi mình nếm ra là 1-200 em coi thì cũng được anh em. 300-400 cũng được. Đấy, 350, trời ơi. Xong rồi. Có một số anh em kêu mở nhiều nhiều chút. Bây giờ mở 2 phát lần đi, 2 phát đi. Tiết kiệm anh em, tiết kiệm 2 phát lần, 2 phát lần thôi. Còn như thế nào. Đây, đó. Đấy, cầu thủ. Tốt hết. Tây Ban Nha. Gợt kìa, đòi ghi chăng. 110 đi. Trong được 8. Trời ơi, đúng với 310 là ngon em. Trời ơi, trong được 8. Ôi men. Ôi ơi, trong được 8 anh em ơi. Đen thật. Tiếp tục. Đang có đà, đang cầu thủ rồi. Tiếp cho anh em. Đây. Ê, trời 350 anh em ơi. 350. Tiếp anh em. Mình đang có điểm nhiều, Đây. Trời 350. Ôi nãy giờ mà sao đen chứ ta. Nãy giờ càng đang coi không ta. Được mất cầu thủ rồi ta. Ê 450 anh em ơi, 450. Bây giờ làm 2 phát lần đêm, 2 phát lần ha, 2 phát lần đi. Giống như nãy là hình đại cầu thủ này. Đáng ra còn ai kênh là ăn cơm YouTube S coi. Rồi không được nè, 800 2 lần. 2 lần cộng vô. Vẫn không ra anh em ơi, đen quá anh em ơi, chết rồi. Cái này quá đen anh em ơi, cái đen này hôm nay áo đỏ đen, áo đỏ sao kỳ ta. À, đỏ ra đi, ra đi, ra đi, đổ đi, đổ đi, đổ đi. Trời 350 anh em ơi, chắc khó ăn quá nè, khó ăn quá. Còn 5 phát em ơi, còn 5 phát nữa. Chết rồi, khó ăn quá anh em ơi. Đội con 112 đi không chịu. Ý, trời ơi. Trời ơi, chơi trò nhân phẩm mà, nhân phẩm mà. Không ra con nào anh em ơi, đen rồi. Còn có mấy phát anh em ơi. Trời ơi, 350 nữa rồi. Còn có 3 phát anh em ơi, 3 phát nữa à. 3 phát nữa rồi, xong mình rồi anh em ơi, xong mình rồi. Rồi ráng cố lên, vớt bát không? Trời ơi, kiếm coi mà không vớt bát được anh em ơi. Còn 2 phát anh, còn 2 phát nữa, 2 phát nữa. Mình làm lúc 2 phát anh em, phút cuối coi có kiếm được thêm gì không? Đèn thật anh em ơi, đèn thật. Rồi xong 900. 900 em coi rồi, xong rồi, hết anh em ơi. Ôi đội điểm đã đổi con 112 cũng được rồi mà không đủ anh em, không đủ 2 ngày nữa không đủ rồi. Ngày hôm nay ngày mai không đủ rồi, có 50 điểm mà. Tiếc quá anh em, tiếc quá. Thôi kệ lỡ anh em. Vui mà anh em, vui là chính anh em, kệ nó. Vui là chính anh em. Hên xui anh em ơi. Đèn quá. Bây giờ lên store anh em. Lên store kiếm cái last bug cho anh em đi, last bug hay trai lắm nè. Mở cái đuôi trước nha. Hôm nay đèn quá anh em ơi, đèn quá à, lại không ra cái gì rồi. Last bug thì có cái cái bên này là cái bè này. Cái bè này cho nó rút ngắn lại. Mở bằng gen anh em. Đây, phát đầu tiên em, gắng cố gắng kiếm đồ tiếp em. Rồi, xong luôn 1.200.000 anh em ơi, 1.200.000 rồi. Còn được nhiều điểm rồi, có trăm à. 1.200.000 rồi em ơi, phát nữa. Đang kiếm cầu thủ nào ai cần cũng được. Rồi xong luôn 1.200.000 nữa anh em ơi, đen rồi, xong anh em ơi.
còn có 919 gen cho 915 gen thôi à. Trời ơi, hôm nay thật sự đen thật em ơi, đen rồi, đen rồi. Mình lên đây mình kiếm cái gen mà mình mở tiếp đây, kiếm gen mở tiếp đi. Mở hết cái tab đi. Đấy. Có ra cầu thủ gì không? Ấy rồi, gen anh em ơi. Được 3 con cầu thủ 104, 105 đây. Trời ơi, được 1215 mà không đủ em ơi, không đủ gen rồi. Điện thêm mở thêm phát nữa mà không đủ gen rồi. Hình như gen nó phải yêu cầu là 1250 nên nhỉ. Đúng rồi, 1250 rồi, không đủ rồi. Hôm nay anh chung là công bố cái sự kiện mới cho anh em thôi. Chứ mở cái này thì đen quá anh em. Thì đó anh em, có gì mà chưa ở trên á, anh em cứ vô ở trên đi. Mấy cầu thủ này đâu có dùng ở đâu đâu, tại hàng Royal mà, đâu có dùng ở đâu, tại hàng Royal mà. Nên anh em cứ vô hết, anh em ở trên hết đi. Chuẩn bị kết thúc sự kiện anh em ơi. Kết thúc sự kiện này thôi. Đó. Kết thúc sự kiện thôi chứ cũng không làm gì anh em, mấy con này cũng không làm gì. Quá trời cầu thủ đây không làm gì, để con kiếm con nào mà ở trên anh em. Kiếm cái ở trên hết đi. Còn Dagie này, Dagie. À Dagie như bán được anh em, bán được. Hay không được anh em ơi. Ở trên thôi, đúng rồi, quên. Mình mở cái đó không bán được. Xong phim rồi anh em ơi, xong phim rồi, không có gì ở trên rồi anh em ơi. Hạt này thì không có gì hết rồi. À có hai con này. Đó, nói chung là hôm nay công bố cái sự kiện mới cho anh em thôi. Đấy. Không có gì hết. À có ở trên coin anh em, ở trên coin này anh em có nào trên coin thì ở trên coin ha. Cầu thủ nè. Không có ai hết. Thì anh em nhớ anh em có cầu thủ nào mà nếu muốn ở trên thì cứ con vô trên em. Đấy, cứ ở trên ha. Không có gì hết ha, cứ ở trên thôi. Thì ok anh em. Thì hôm qua bận quá chưa có copy cái comment của anh em được. Thì hôm nay có thể clip buổi chiều á, clip buổi chiều mình có thể copy cho em một số comment của anh em này mình đọc ha. Để bữa sau mình đọc ha. Chứ hôm nay bận quá chưa có copy cho em cái comment của một số bình luận của anh em được. Thì hôm nay công bố clip vậy thôi, mà mở chơi chơi thôi. Với lại cho anh em nói là nói cho phiên anh em là còn những gì sót lại của Top S chuẩn bị play hết đi em, xả hết đi em, xả hết đi. Đó, xả hết đi. Chứ kết thúc sự kiện là để mất hết em, mất cầu thủ hết, cầu thủ không làm gì hết, không exchange được nữa. Là qua sự kiện mới ở exchange sẽ mất luôn. Đó thì anh em có nhiều exchange hoặc là mở cầu thủ hết đi. Đó. Nói chung này làm clip gọi là công bố sự kiện mới cho anh em thôi để tiện theo dõi. Thì ok anh em thấy clip này hay thì nhớ like share cho mình nha anh em. Còn anh chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.